Xin chào các anh em đã trở lại với channel YouTube của Quân Yunai nha. Đầu tiên á thì tuần qua mình có một xíu việc bận, do đã đi làm trở lại á nên hai ngày qua không có clip cho anh em xem. Mình thật xin lỗi vì sự cố này. Và từ hôm nay á mình sẽ cố gắng ra điều hơn để cho các anh em xem nhé. Như đã hứa thì mình sẽ trả nợ nần bằng các clip hướng dẫn nè, chơi các con Pokemon đang hot nhất meta hiện tại cho các anh em xem. Và Pokemon tiếp theo mà mình sẽ làm là Greninja nhé. Đây á là một Pokemon hầu như nhận được khá nhiều sự yêu cầu từ phía các anh em luôn. Greninja là một Pokemon attacker sát thủ nè, mang cho mình phong cách chơi của một nhẫn giả, mang theo khả năng vừa đánh xa nè, lại vừa đánh gần, độc nhất vô nhị trong game luôn. Tuy nó khá mỏng manh ở lúc đầu game, nhưng khi đạt được cấp độ 9 á thì với độ biến ảo trong combat của mình như là cấu máu nè, thả diều từ xa thì Greninja sẽ là cơn ác mộng của cả team địch. Và trước khi bắt đầu với clip của ngày hôm nay, các anh em đừng quên nè, để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm các clip sau hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ á, các anh em hãy bắt đầu thôi nào. Phần thứ nhất là cách lên kỹ năng cho Greninja. Greninja sẽ có hai hướng nâng kỹ năng chính. Mình tạm gọi phong cách thứ nhất là sát thủ, thì chúng ta sẽ nâng súp để lướt vào kẻ địch. Và phong cách ninja với khả năng cấu máu nè, hồi máu liên tục từ xa bằng phi tiêu Water Shuriken. Ở clip của ngày hôm nay á thì mình sẽ mang đến cho các anh em lối chơi của ninja nhé. Là một Pokemon có khởi điểm nâng cấp kỹ năng ở mức trung bình, tức là hai kỹ năng sẽ được nâng ở cấp 5 và cấp 7. Còn Unimu á thì sẽ được nâng ở cấp 9. Tuy nhiên thời gian đầu, Greninja sẽ rất yếu do không có kỹ năng gây sát thương quá mạnh. Anh em hầu như chỉ có thể đánh nhau á khi bản thân đạt được cấp 7 với kỹ năng gây sát thương chính của mình là Water Shuriken mà thôi. Đầu tiên, anh em hãy cùng xem qua các kỹ năng cơ bản mà mình sẽ sử dụng cho Greninja nhé. Đầu tiên là kỹ năng nội tại. Nội tại của Greninja thì khi máu của bản thân xuống thấp còn dưới 50% thì bản thân của mình sẽ được tăng 5% tấn công và 12% tốc độ di chuyển. Có thể hiểu đơn giản á là khi mình càng thấp máu thì mình sẽ đánh mạnh hơn nè và di chuyển nhanh hơn, khiến cho kẻ địch rất là khó bắt được mình. Tiếp theo là đòn đánh thường của Greninja. Greninja nó sẽ có hai trạng thái tấn công chính. Thứ nhất là trạng thái đánh từ xa nè, với mỗi đòn đánh thường sẽ giảm thời gian hồi kỹ năng súp, Water Shuriken và Bubble. Với đòn đánh thứ ba thì nó sẽ mang theo hiệu ứng làm chậm đối thủ trong một thời gian ngắn nha. Còn với trạng thái đánh gần á, thì mỗi trận đánh thường sẽ gây thêm sát thương dựa trên 5% máu bị mất của đối phương. Ngoài ra, đòn đánh thứ ba nè sẽ lướt về phía trước và gây thêm 10% máu bị mất của đối phương nhé. Có thể hiểu đơn giản á, là khi đối phương càng thấp máu thì chúng ta sẽ đánh nó càng đau. Ở cấp 1, lúc đầu game, chúng ta sẽ nâng kỹ năng Subtitle. Với kỹ năng này á, chúng ta sẽ lướt về phía trước nè và để lại một hình nhân thay thế. Trong thời gian sử dụng kỹ năng này á thì bản thân Greninja sẽ không bị khống chế nha anh em. Khi đạt được cấp 3 thì chúng ta sẽ nâng kỹ năng Bubble. Với kỹ năng này á thì Greninja sẽ bắn ra hai bong bóng theo một hướng chỉ định. Kẻ địch đầu tiên trúng phải á sẽ bị gây sát thương nè và bị gây làm chậm trong một thời gian ngắn. Ngoài ra anh em nên nhớ là với mỗi đòn đánh thường, Greninja sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng này. Có nghĩa là chúng ta cứ đánh thường nhiều nhất có thể thì kỹ năng này sẽ được hồi liên tục nhé. Chúng ta sẽ nâng cấp kỹ năng Double Team ở cấp 5. Với kỹ năng này á thì Greninja sẽ lướt về phía trước nè và để lại hai phân thân của mình theo hai hướng khác nhau. Các phân thân này á có thể tự sử dụng kỹ năng và đòn đánh thường, nên sẽ rất tốt để đánh lạc hướng kẻ địch nhé. Bản thân của mình sẽ không thể bị khống chế khi đang lướt nha anh em. Khi đã đạt được cấp 7 thì Greninja sẽ có thể nâng được kỹ năng chính của mình, đó là Water Shuriken. Với kỹ năng này á thì Greninja sẽ phóng từ 3 đến 5 phi tiêu vào hướng chỉ định. Kẻ địch đầu tiên bị trúng phải sẽ bị gây sát thương nè và làm chậm trong một thời gian ngắn. Ngoài ra với mỗi mục tiêu trúng phải kẻ địch thì Greninja sẽ được hồi lại một lượng máu kha khá. Anh em đừng quên đánh thường liên tục để được giảm 0,5 giây thời gian hồi lại kỹ năng này nhé. Tiếp theo là kỹ năng Unimu ở cấp 9 của Greninja. Với kỹ năng này á thì Greninja sẽ lao theo một phi tiêu nước khổng lồ về hướng chỉ định, gây sát thương và làm chậm tất cả các đối phương trong vùng bị ảnh hưởng. Trong phút chốc á thì cái phi tiêu này sẽ phát nổ nè và gây sát thương lần thứ hai, hất tung tất cả những cái địch ở bên trong. Bản thân có thể nhảy theo hướng chỉ định lần thứ hai khi phi tiêu này phát nổ anh em nhé.
Cũng như bao kỹ năng Yunemu khác á, thì khi Greninja sử dụng Yunemu, chúng ta sẽ được tăng một lớp giáp nè, tăng tốc độ chạy và tốc độ đánh kha khá anh em nhé. Phần tiếp theo là cách lên Battle Item cho Greninja. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ xem hướng nâng khô máu trước nhé. Thứ nhất á, là Muscle Band nè, nó sẽ tăng sát thương, tốc độ đánh và cộng thêm sát thương dựa trên máu tối đa của đối phương. Thứ hai là Razor Cloud, nó sẽ tăng sát thương nè, tỷ lệ chí mạng và sát thương cộng thêm mỗi khi Greninja dùng kỹ năng. Thứ ba là Scope Lens, nó sẽ tăng tỷ lệ chí mạng và gây thêm sát thương chí mạng của Greninja. Ở cách nâng này á, thì Greninja sẽ rất mạnh ở mọi đòn đánh thường, đặc biệt là sau mỗi khi dùng kỹ năng. Tuy nhiên với cách chơi này á, thì thường sẽ sử dụng cho cách chơi ở rank solo hoặc team 3 do nó rất mỏng manh nè. Nếu bị cả team địch bắt chết hoặc thọt lúc đầu game á, thì sẽ rất khó để anh em vực dậy được. Tiếp theo chúng ta sẽ xem hướng nâng an toàn như thế nào nhé. Thứ nhất là Muscle Band, công dụng của Heal Item này á, thì mình đã nói ở trên rồi. Thứ hai là Focus Band, nó sẽ tăng thêm điểm Defense và Special Defense cho bản thân. Ngoài ra sẽ hồi lại máu mỗi khi lượng máu bản thân xuống thấp, chống sốc sát thương cực kỳ tốt luôn. Thứ ba là Body Barrier, nó sẽ tăng lượng máu lớn cho bản thân nè. Ngoài ra mỗi khi dùng Yunemu á, thì sẽ tăng một lớp giáp ảo cho bản thân và một đồng đội thấp máu nhất bằng với 40% máu tối đa. Ở cách nâng này á, thì Greninja sẽ đánh hơi yếu một xíu. Tuy nhiên với cách chơi cân bằng này thì Greninja hầu như rất khó bị hạ gục nếu như biết cách giữ vị trí của bản thân với kẻ thù, thích hợp để chơi răng Master hoặc leo tem 5 năm. Tiếp theo, phần quan trọng nhất đó là cách chơi Greninja đi rừng. Ở đầu game á, thì Greninja gần như là rất yếu luôn, do sát thương từ kỹ năng hầu như là không có. Anh em sẽ chủ yếu phải đánh thường nè để hạ gục mục tiêu. Sau khi ăn hết 7 quái rừng ở phút thứ 9 á, thì anh em sẽ chọn một trong hai đường, xem chỗ nào đang ở kèo trên thì chúng ta sẽ ra đó. Ra ở đây á, không phải là đi găng, vì lúc này anh em chỉ đạt cấp độ 5 với kỹ năng double team mà thôi, thì hầu như khả năng giết người là không có. Cái chúng ta cần ở lúc này á, chỉ là ăn 7 ong ở 8 phút 50 để farm lên cấp 7 nhanh nhất có thể. Sau khi đã đảo đường xong á, thì anh em sẽ chạy ra ở giữa để farm tiếp các con cua ở hai bên, rồi vòng lại vào rừng mình, vì ở 8 phút 30 á, chúng sẽ xuất hiện lại anh em nhé. Sau khi ăn xong á, thì ở thời điểm này anh em sẽ chuẩn bị vòng ra đường top một lần nữa trước 7 phút 20. Khi mà 7 ong sắp xuất hiện á, thì anh em sẽ phải đạt cấp độ tối thiểu là 7 nè, vừa đủ để nâng Water Shuriken, kỹ năng gây sát thương chính cho Greninja. Lúc này sẽ có hai trường hợp xảy ra để các anh em tùy cơ ứng biến. Thứ nhất là nếu như may mắn anh em giết được Pokemon đi top của kẻ địch nè, hoặc ép kẻ địch về trụ để cả hai cùng ăn trọn bãi ong, thì ngay lúc này đây anh em sẽ vừa di chuyển xuống boss vừa ăn các con quái ở hai bên để đạt được cấp độ 9 nhanh nhất có thể. Một mốc cực kỳ quan trọng để có Yunemu. Đây á, là một kỹ năng quyết định đến 90% khả năng thắng hay thua trong combat phút thứ 7 ở đầu game. Lúc này thì với lợi thế của mình, anh em hoàn toàn có thể tự tin bảo đồng đội mở combat để mình ăn red round nhé. Bản thân sẽ tùy theo thời điểm mà có thể dùng ngay Yunemu để lao vào hạ gục kẻ địch. Hoặc anh em lưu ý một xíu á, là ưu tiên chọn các Pokemon attacker gây đam chính mà lao vào nhé. Chứ mà chúng ta lao vào đỡ đòn bên kia thì là toang đấy. Thứ hai là nếu như trường hợp không tốt xảy ra, anh em không thể ăn được 7 ong nè, do rừng bên tem bạn cũng lên găng, hoặc xấu nhất á, là các anh em cũng bị hạ gục luôn, thì lúc này á, sau khi hồi sinh ra, anh em sẽ di chuyển thẳng đến Red Round với cấp độ bản thân đang là 7 hoặc 8. Lúc này, khả năng cao á, là rừng tem bạn đã đạt được level 9 rồi. Combat tại thời điểm này là cực kỳ bất lợi cho cả team luôn. Anh em sẽ phải giữ vị trí ở phía sau cực kỳ cẩn thận, chờ cho đỡ đòn bên mình á, lao lên mở combat hoặc tem địch đi ẩu. Lúc này chúng ta sẽ ở ngoài dùng Shuriken và đánh thường để cấu rỉa máu của kẻ địch. Trường hợp anh em bị kẻ địch lao vào và bắt á, thì chúng ta sẽ dùng double team để phân thân ra đánh lạc hướng,
nhằm giữ khoảng cách nè, kết hợp cùng với Shuriken để cấu máu kẻ địch. Vừa combat, chúng ta sẽ phải vừa canh lượng máu của Red Round để có thể dùng Shuriken hoặc đánh thường, cướp quái. Tuy nhiên, Shuriken là kỹ năng gây sát thương theo thời gian nên sẽ hơi khó trong việc cướp anh em nhé. Nó sẽ đòi hỏi một xíu may mắn nè, cộng một xíu kỹ năng cá nhân. Đây là trường hợp 50-50 khả năng ăn được nha. Còn nếu combat chúng ta thắng á, ép được kẻ địch lui về trụ thì tất nhiên là quá đẹp rồi. Khi đã combat ở rùa hoàn tất á, thì dù ăn được hay không, anh em cũng phải di chuyển về rừng của mình để ăn được quái thứ ba xuất hiện tại đây. Đặc biệt là chú ý hai con bùa xanh và đỏ, luôn đảm bảo phải ăn nó mỗi khi xuất hiện. Nó sẽ giúp cho các anh em á, có được hiệu ứng làm chậm nè và tăng thêm sát thương. Sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn giúp anh em hạ gục kẻ địch luôn. Greninja là Pokemon có khả năng di chuyển cực kỳ cơ động cùng với khả năng ăn quái cực kỳ nhanh. Nên anh em hãy cố gắng farm mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên phải cân bằng giữa việc farm nè với canh mốc thời gian để ăn Rotom hoặc Red Round. Đừng mãi mê farm rồi bị cướp hoặc bỏ đồng đội trong combat ở tình huống thiếu người nha. Ngoài ra nếu anh em đã cứng tay rồi á hoặc đang thắng thế nè thì hoàn toàn có thể qua rừng của team địch để cướp quái. Đây sẽ là một hiệu ứng snowball nhằm đè rừng của đối phương, khiến cho đối phương thọt cấp nhiều nhất có thể. Cách sử dụng combo kỹ năng của Greninja. Cách sử dụng combo kỹ năng của Greninja là tương đối dễ. Anh em có thể dùng Shuriken nè để cấu rỉa máu kẻ địch cũng như là hồi máu cho bản thân mình. Kỹ năng này á, nó sẽ làm chậm đối thủ trong phút chốc, nên anh em hoàn toàn có thể thả diều kẻ địch một cách đơn giản mà không cần quá nhiều kỹ năng cá nhân phức tạp nha. Chúng ta sẽ thường xuyên đánh thường bằng đòn đánh xa nhiều nhất có thể để hồi phục lại Shuriken nhanh hơn. Còn việc đánh gần với Greninja là rất mạnh, tuy nhiên hầu như anh em chỉ nên dùng để ăn nhanh bảy ông mà thôi. Còn việc sử dụng đánh gần lên tem bạn á, là rất nguy hiểm, chỉ nên đánh gần khi solo với những Pokemon mà anh em chắc chắn là mình có thể hạ gục được nha. Chứ mà đi đánh gần ở những con Pokemon sát thủ như là Absol á, thì xác định anh em sẽ lên bảng trong vòng một nốt nhạc luôn. Ngoài ra anh em có thể lao đến gần kẻ địch, sau đó dùng double team để giật ngược về. Làm như vậy á, thì hai phân thân của Greninja sẽ tiếp cận gần kẻ địch hơn. Lúc này kết hợp cùng với Shuriken thì gần như kẻ địch sẽ ăn trọn hết 3 đợt phi tiêu của anh em luôn nha. Còn về Unimu của Greninja thì anh em cần phải canh thời điểm sử dụng cho hợp lý để cướp boss hoặc lao vào dàn attacker của kẻ địch. Lưu ý rằng khi lao vào cùng với phi tiêu khổng lồ thì kẻ địch hoàn toàn có thể sốc sát thương chết được Greninja. Chính vì thế anh em cần cân nhắc kỹ thời gian sử dụng nè, tránh việc sử dụng để mở combat. Vì lúc này á, hầu như team bạn đều có đủ hết kỹ năng cần thiết để tiễn anh em lên đường trong một nốt nhạc nha. Vậy điểm mạnh của Greninja là gì? Thứ nhất là nó cực kỳ cơ động trong combat, rất khó để bắt hay rượt đuổi được Greninja nếu như Pokemon bên bạn không có đủ kỹ năng khống chế cứng. Thứ ba là khả năng hồi phục của Greninja cực kỳ cao, gần như là liên tục luôn. Thứ tư là Shuriken có thời gian hồi chiêu cực kỳ ngắn khi kết hợp với các đòn đánh thường. Thứ tư là khả năng ăn quái cướp bóc rừng của đối phương là cực kỳ dễ ở khoảng cách xa. Thứ năm là rất dễ quấy rối trong combat với double team nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Tiếp theo là điểm yếu của Greninja. Như bao Pokemon attacker khác á, thì Greninja khá mỏng manh trong suốt trận đấu, gần như là bốc hơi nếu như chúng ta không giữ vị trí tốt. Trước cấp 7 thì Greninja không có khả năng răng lúc đầu game. Rất mạnh về cuối game, nhưng nếu đầu game không farm được thì sẽ rất phế. Rất khó để cướp boss vì Shuriken là kỹ năng gây sát thương theo thời gian, nên nếu canh không chuẩn á, thì hoàn toàn có thể mất boss vào tay team địch. Theo mình á, thì Greninja là một Pokemon rất khó để sử dụng. Nếu như các anh em mới làm quen á, thì sẽ rất dễ chết nha, vì chưa quen được với cách di chuyển cũng như là cách giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc đầu chơi á, thì sẽ cảm giác hơi khó khăn và hụt hẫng nè, nó không được mạnh như trong clip. Tuy nhiên, đừng nản anh em nhé, hãy luyện tập thật nhiều, rồi cái ngày anh em 1 cân 5 cũng sẽ đến mà thôi. Như vậy á, thì clip của mình hôm nay đã kết thúc rồi. Các anh em đừng quên ấn like nè, cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra các clip sau chất lượng hơn nha. Còn theo ý kiến của các anh em á, thì các anh em thích chơi Greninja nâng súp để lướt hơn, hay là nâng Shuriken để cấu rỉa và hồi máu từ xa hơn,
hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.